Chào anh em. Anh em ăn Tết vui vẻ nhỉ. Với năm mới rồi thì chúc anh em là để chúc các bạn anh em nghe ấy quá. Chúc các bạn nói chung là năm nay thì bạn nào học code thì code được nhiều tool hơn. Bạn nào kiếm MMO thì nhiều tiền hơn. Chúc anh em ấy thôi. Và cái nữa là sức khỏe. Thì hôm nay thì mình cũng chưa dạy, mình cũng chưa định quay video dạy luôn rồi. Quay video gọi là khai phím cái bút đầu xuân. Căn bản là bây giờ mình đang ở nhà cũ mà nó hơi ổn chút nên là chắc tuần sau mà mình chuyển phòng thì mình quay thêm cho các bạn. Nhiều bạn thì cũng inbox hỏi thăm cái thứ bảo sao lâu nay anh không ra video. Thú thật là năm nay mình cũ ấy, năm mới mình khá bận, chuyển sang ấy tiếp thị cái thứ mệt quá. Làm YouTube thì tháng bay tháng không, mấy tháng gần đây không được bay đấy, chán. Rồi, ok, khai bút tí. Mình có khai bút thì mình đây, mình quay lại cái tool của mình thì coi như là bạn nào muốn biết cái gì thì đấy, dựa vào đây viết chẳng hạn này. Ví dụ mình làm cái tool auto các axin chẳng hạn, quay video này. Video này chủ yếu là mang tính chất khoe tool vừa viết chiều nay thôi, nhưng chẳng có gì. Đây, các bạn có thể dựa đây tự viết cho mình một tool, dựa kiến thức mình đã dạy, giống như kiểu đây một vài gợi ý thực hành thôi. Còn ví dụ mình nhiều bạn muốn là cần mình làm video viết cái tool này chẳng hạn thì mình sẽ làm video tiếp theo. Đây là ví dụ đóng gói này, thì sản phẩm Manoel này, đấy, chạy tool lên này, auto tag axin này, dính mi đấy. Nó tự ghét captcha về này, đấy, tên app này, captcha thứ này, random này để fake thông tin này, đây nhé, đấy, thông tin thay đổi tiền. Đây ví dụ đây không thích là nghĩa đấy rồi ghét chẳng hạn, đây là, đây ví dụ này, để tắt tool đi đã. Lúc bắt đầu ấy, ví dụ đem thích nghĩa đấy rồi ghét mà thích nghĩa đại ca chẳng hạn hay thế nào ấy, tên cũng thế này. Thì gì ấy random nó tự chạy đi này. Đấy chưa được, cái này mình để mặc định là nghĩa đét rồi, rồi tệ đằng nào tu niệm cho mình giờ cũng mình cũng chẳng bán chẳng biết thuê tệ. Khoe tu chủ yếu giá tu này cũng chẳng gì to tác rồi, gọi là khai bút thì mình chọn cái gì dễ dễ thôi là random rồi. Rồi bây giờ tá nhé, mấy thông tin này tự là fake rồi này, captcha thì điền captcha. Cái tool này gọi là kém, nếu mà vẫn có captcha thì gọi là kém. V9MK mình phải làm sao ấy để cho thằng Dinh ấy nó không check captcha mình ấy, thì tool nó mới chạy minh ngoan. Tool này vẫn kém. Còn pass captcha thì khác nhé, pass captcha là mình có thể biết được captcha nghĩa là như nào, pass qua cái đấy khác. Còn đây là mình fake thông tin như nào ấy để thằng Dinh nó nhận biết là mình là người lần đầu đăng ký lại thì nó không ra captcha được kiểu ấy. Cái đấy làm sao đẹp an này, đấy sức xét này, đấy sau khi đã xong này nó tự đổi như này. Video này chỉ hứa khoe thôi nhé, các bạn gạch đá được 6M3. Tất nhiên là tí mình sẽ nếu các bạn xin code thì mình cũng vất dưới cho các bạn tham khảo. 633MUT đẹp an fail chắc vỡ xài rồi, kệ next tiếp theo này. À chưa random thông tin như thế, random này nó lại fake đi này. 773 chung là anh em MMO năm nay thì cũng khá khó khăn đấy. Red An sơ xét này, random thông tin đi này, NDVER6 này, Red An này rồi cho cả tá mà dùng luôn. Lúc chiều mình lúc chưa biết ấy, xong chiều đi học vừa về này rét cả tá, rét thằng này sướng rồi không nghĩ rét thằng Facebook rồi. Ok, tool này chỉ mang tính chất khoe thôi. Video chỉ mang tính chất khoe. Thằng này là do biến đấy rồi, cục bộ rồi. Ok, rét thêm vài cái nữa, HHVDU7. Các bạn giống như kiểu đấy định giống như các bạn có thể tự làm tương tự chẳng hạn.
Cái này vui thật. Cái mà Dinh mà bán được ác lấy tiền thì chắc là khỏi rep. Rồi đấy, tôi nói chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày sớm nhất. Mình sẽ quay video cho các bạn. Có thể lấy luôn ví dụ này, mình sẽ hướng dẫn ví dụ các bạn và yêu cầu thì mình sẽ làm luôn video hướng dẫn là làm cái pony như này luôn. Tất nhiên là sẽ mất khá nhiều thời gian đấy. Ví dụ cái video vừa nói vừa hướng dẫn thì chắc phải đến tiếng rưỡi. Giải thích là lâu lâu vẽ vui vuông thì đã ngủ chưa. Rồi ok, chào anh em, chúc anh em năm mới rồi. Chúc rồi, chúc rồi, chúc rồi. Bye anh em nhé.